Hello cả nhà. Thì cái tool này là Quân làm cho các anh chị là lớp nghề mình nè. Đó. Thì nó cải tiến so với cái API cũ ngày xưa là mình phải khai báo rất là nhiều các attribute vào trong chat field. Còn tool này bây giờ là chúng ta trực quan luôn. À, bây giờ Quân sẽ ví dụ. À, Quân tạo một cái game đó là dự đoán bóng đá. Đó. Rồi, up lên. Thì lúc này là nó sẽ thay đổi cái ảnh và nó sẽ đưa một số cái dữ liệu demo vào. Đó. À, bây giờ chúng ta để ý ha. Ở góc trên bên trái này chính là cái name. Đó, Nguyễn Nhân A chính là cái name. Rồi, đây là cái avatar. Còn nội dung khác ở giữa hình này chính là cái name 1. Đó, bây giờ mục đích của mình bây giờ đầu tiên nhất là mình sẽ dời cái avatar ở sang sang sát bên góc dưới phải. À, vậy thì kích thước avatar thì mình có thể là mình thấy ở hơi to so với cái ảnh thì mình có thể kéo cho nó nhỏ lại nè. Đấy, thấy không? À, rồi, bây giờ tiếp theo là mình đẩy chụp ngang tức là mình tăng x lên thì avatar sẽ di chuyển về đó, đẩy chụp x lên. Rồi, chúng ta sẽ nhích nhích cho tới khi nào mình thấy vừa ý, mình dừng. À, ok, quay lại. À, kéo từ từ thôi. Đó. Rồi bây giờ đi xuống thì chúng ta đẩy chụp y nha. Chúng ta đẩy chụp y. Đó. Rồi đẩy chụp y. Đây. À, ok. Bây giờ đến cái chỗ này thì mình thấy được ha. Bây giờ cái Nguyễn Nhân A tức là cái họ tên thì mình thấy là mình sẽ cần đổi màu trắng đi. Nguyễn Nhân A mình cho size font to lên tí. Đó. Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ đẩy ở dưới avatar chẳng hạn. Đó, mình cho đã dưới avatar. Vậy thì tọa độ x, giả sử tọa độ x mình sẽ tính từ đây qua. À, rồi, mình đẩy cho qua một chút. Rồi, tiếp tục nữa ha. Rồi, tọa độ y thì nó sẽ nằm ở dưới avatar. Mình đẩy cao một chút đây. À. Đây, kéo qua ha. Đây. Bây giờ mình thấy cái màu này nó bị chìm rồi. Bây giờ chúng ta chọn phông chữ phông chữ này cho nó đậm ha, cái nét nó đậm lên đó. Rồi bây giờ mình thấy là cái tên này nó bị hốt rồi, bây giờ mình kéo ít dạng chi tí. Ô hốt quá đấy. Ngoài cái việc mà mình lấy chuột mình kéo thì mình có thể dùng mũi tên, mình dùng mũi tên để di chuyển từng chút qua đó. Nếu như mình cần cái sự tinh tế cao thì chúng ta bấm thì chúng ta lấy cái bàn phím á, chúng ta bấm mũi tên đi qua từ từ đó. Rồi bây giờ mình đổi màu chữ nè. À, thì cái này là tọa độ là đều canh từ bên trái đi qua đấy, các bạn thấy không? À, các anh chị thấy nè. Rồi bây giờ cái nội dung khác, giả sử nội dung mình cần đặt vào đây đó, vậy thì mình sẽ đưa về bên x, giảm x về nè, mình tăng y lên tại vì tính từ trên xuống. À, mình giảm x về ha. Rồi name 1 mình giảm x nè. Hả? Hốt rồi, chúng ta đẩy qua một tí ha. Rồi, bây giờ y mình tăng lên. Y mình tăng lên. Hả? Giả sử đây chính là cái nội dung mà mình sẽ đưa cái phần dự đoán đá vào. À, rồi, bây giờ cái phần này, mọi người chú ý ha, ở chỗ độ rộng. Độ rộng đó là gì? Đó là tới chỗ nào mà nó sẽ xuống hàng. Bây giờ giả sử chỗ cái nem 1 này, chúng ta thấy nè. À, tới đây. Bây giờ mình giảm độ rộng thử coi. Đó, bạn thấy không? Mình giảm độ rộng là nó sẽ xuống hàng. À, bây giờ mình muốn là Nguyễn Văn thôi, tới chỗ chữ Văn. À, rồi có thể khả năng ở đây là được. Rồi tiếp theo bây giờ là chỗ này thì độ rộng mình cần khá lớn một tí. À, chúng ta cứ dư độ rộng đi không sao. Rồi bây giờ nội dung khác, bây giờ chúng ta có thể đổi cái phông chữ, mình sẽ kiếm phông chữ khác ha. Đấy. Đây chúng ta chọn phông chữ khác, chúng ta cho cái màu khác cho nó nổi ra màu vàng ha. Đấy, mọi người thấy chưa? Vậy thì đến lúc này chúng ta đã bố trí xong rồi thì chúng ta chỉ việc làm gì? Chúng ta chỉ việc copy cái API này nè. Đó, copy cái API này nè. Mình copy này vào, mình đặt trong chat field là xong. À, thì phần còn lại thì chúng ta sẽ gặp nhau ở trong lớp nghề để hoàn thiện hơn nữa. À, cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé.